cái thứ hai hai vị thầy đầu tiên tức là hai vị thầy duy nhất của đức thế tôn trong kinh có nói tới rồi và trong kinh không hề có nói gì đến cái chuyện là đức thế tôn từng tiếp xúc với những người bên ký nạ kỳ na giáo không hề có và cái gì ngài không có làm thì mình phải cẩn trọng nha mình phải cẩn trọng bởi vì trong tăng chi bộ kinh ấy đức thế tôn nói có hai hạng người này các tỳ kheo đó là hạng người phỉ bán như lai và hạng người không phỉ bán như lai thế nào là hạng người phỉ bán như lai những gì Như Lai có nói, bảo rằng Như Lai không có nói. Những gì Như Lai không có nói, bảo rằng Như Lai có nói. Những gì Như Lai có làm, bảo rằng Như Lai không có làm. Những gì Như Lai không có làm, bảo rằng Như Lai có làm. Đó là hạng người phỉ bán Như Lai. Thế nào là hạng người không phỉ bán Như Lai? Này các tỳ kheo. Những gì Như Lai có nói thì bảo rằng Như Lai có nói. Những gì Như Lai không có nói bảo rằng Như Lai không có nói Những gì Như Lai có làm bảo rằng Như Lai có làm Những gì Như Lai không có làm bảo rằng Như Lai không có làm Thì đó là hạng người không phỉ bán Như Lai Cho nên cẩn thận nha à, Trong kinh tạng không hề có cái chỗ nào nói là Đức Phật có tu hành chung với kỳ na giáo à, Và nhớ dùm một chuyện tức là những người bên kỳ na giáo đó họ không hề có cái gọi là nắm bản quyền chỉ lấy ví dụ nha mình hít thở mình lập nên một cái tôn giáo hít thở thì mình không thể nào mình nói rằng những người hít thở là họ lấy bản quyền từ mình chuyện đó không thể xảy ra riêng về những cái giới đó, có những cái giới thuộc về cái giới của chúng sanh. Cái giới của cái, cái 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 quy luật tự nhiên. Đức Thế Tôn là cái không phải là người sáng tạo ra mà người là người chỉ đường. Nhớ dừng nha. À, nó giống như mặt trăng không phải là do một ai đó sáng tạo ra mà cái quan trọng là mình chỉ cho người ta thấy mặt trăng thì cái mặt trăng không phải do mình tạo ra mà mình là người chỉ cho người ta thấy mặt trăng và cái con đường đi đến mặt trăng chứ mình không phải là người sáng tạo ra mặt trăng. Nhớ giùm. À, trong năm giới nha, trong năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì đó là thường giới, tức là dù cho anh không theo Phật giáo đi chăng nữa thì dù cho cách đây vô số kiếp trong những kiếp không có đạo Phật thì người giữ năm giới này thì họ à, vẫn được sanh thiên và những người có trí những người có trí thì vẫn sẽ luôn khuyên chúng sanh nên giữ năm giới này dù cho họ không biết gì về Phật giáo cho nên xưa à, lấy ví dụ năm giới thôi ha năm giới không phải là Đức Thế Tôn tạo ra mà năm giới là do Đức Thế Tôn chỉ ra cho mình thấy con đường nói như vậy đó à, những người thuộc theo kỳ na giáo họ có sáng tác họ có tạo ra họ có quy định bất kỳ một cái gì thì trong một đống cái sai trong một đống cái sai thì cũng có một vài điểm sáng và những điểm sáng đó nó tương ứng với những lời dạy của Đức Thế Tôn nhưng mà đó không phải là lý do để mình nói rằng Đức Thế Tôn tham khảo bên kỳ na giáo nhớ dùm cái chuyện đó hai cái chuyện nó khác nhau nhé